Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh. Ngày hôm bự dễ sợ, mình sẽ dỡ ra cho mọi người xem nha. Ôi chà, đây con gà này 3 ký mấy á, 3 ký mấy 4 ký gì đó. Con gà bự như thế này thì mình sẽ làm thành 2 món đi. Cái cánh và cái đùi mình sẽ cắt ra mình chiên ha, mình ram hay mình chiên gì đó. Rồi còn có phần ức á thì mình sẽ sắt hạt lựu mình làm. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm nha. Bây giờ mình cũng chưa xác định là mình làm món gì nữa. Bây giờ làm tới đâu thì tính tới đó ha các bạn. Ok, giờ mời tất cả mọi người cùng vào bếp với mình nha. Bây giờ em đã chặt xong các bạn. Cái phần hai cái cánh và hai cái đùi thì em sẽ chặt ra để em chiên lăn bột nha các bạn. Em chiên lăn bột ha. Còn cái này là phần ức các bạn. Đó, có phần ức con gà các bạn thấy nhiều không? Có hai cái ức, ngay hai cái phần ức thôi mà nhiều dễ sợ. Rồi còn cái này á là cái phần mình. Phần mình và cái phần lưng các bạn thấy không, cũng có thịt nè các bạn, cũng có thịt nhiều lắm nè, mọi người thấy không, cái phần lưng á với phần mà cái đùi trên đó các bạn. Em chỉ lấy cái đùi tỏi thôi, còn cái đùi trên cho nên á mình chặt cái phần này ra mình sẽ kho gừng mình để dành mình ăn. Còn cái này mình sẽ chiên lăn bột, mình chiên cho ông xã mình với con trai mình ăn. Còn cái này á thì mình sẽ cất lên và để ngày mai hoặc ngày mốt gì đó mình nấu canh chua lá giang nha các bạn ha. Canh chua lá giang với thịt gà này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ướp cái này và kho xả cái này nha các bạn. Cái đùi gà này nè các bạn, mình lấy cái đồ mà này nè, cái đồ mà ăn bít tết này nè. Cái mình chỉ vào đây. Cái mình ướp muối rồi xong với một ít tiêu. Mình để 15 phút cho nó thấm các bạn ha. Bây giờ mình bỏ qua bên. Rồi còn cái này là trứng gà. Đây là trứng bột chiên giòn các bạn. Bột chiên giòn đó, xong mình bỏ vô một quả trứng gà, một chút xíu muối, một chút xíu tiêu và một ít ớt bột. Rồi cái này á mình sẽ dùng cái này làm cái da xù nha các bạn. À, cái này cốm xanh nha. Rồi ok. Cái này chị và các bạn, mời tất cả mọi người ngày hôm nay cùng ăn cơm với hai mẹ con em nha. Đây. Uống canh. Ăn cơm. Đúng rồi.
uống chút hả? Ăn xong đi uống chút nha. Ê. Gà. À. Thịt gà. À. Kho gừng. À. Ừ. Hai cô chú anh chị và các bạn, ngày hôm nay mẹ con em cùng ăn món là thịt gà, gà kho sả ớt. Những cái này em để nước màu nó hơi đậm. Rồi trời ơi. Rồi, được rồi, để xuống đây. Đây là canh mùng tơi với canh mướp. Và đây là gà chiên. Gà chiên xù á, mà theo kiểu là gà chiên cốm các bạn. Gà chiên cốm dẹp xanh á. Nè con. À. Gà. À. Gà kho. Kho sả. Ồ, mọi người nhìn nó đen thui vậy mà ngon. Mời mọi người ăn cơm nha. À. Đổ con ơi. Rồi được rồi. Đừng có múc nữa. Lại nhóc rồi nè, múc hết rồi. Con múc hết rồi. Đây nè. Giỏi nè. À, giỏi quá. À. Giỏi quá. Em thích ăn rất là gà kho mà sao kiểu kho sắt lại vậy. Không còn nước. Ớt rồi. Quá ngon. Đây con. Ủa đó. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm gà kho. Mẹ kho. Mẹ kho. Ngon lắm. Ờ ờ. Ngon lắm. Ăn không đi uống chút. Uống chút. Ăn giỏi đi rồi mẹ cho uống chút. Nặng quá thịt. Uống chút. Thịt. Chút. Thịt gà. Chút. Á. Kho sả. Chớ. Ăn với cơm. À, chớ. Mồng tơi. Nói đi con, mồng tơi. Mồng tơi canh mướp. Canh mướp. Đúng rồi, mồng tơi canh mướp. Mẹ kho. Mồng tơi canh mướp. Còn chóng miệng là có món dưa hấu nữa. Ngon lắm. Nè con, quay qua. Mồng tơi. Ờ chứ. Canh mướp. Canh ướp. Rồi để mai múc nè, mai múc. Ờ ướp. Canh mướp rồi. Canh ướp. Canh mướp rồi múc vô rồi đó. Mâm 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 đi rồi mai múc. Rồi múc vô. Rồi được rồi, bỏ muỗng xuống. Bỏ trước. Bỏ xuống. Ngon quá. Mẹ cho con này nè. Rồi, đây nè. Cho anh gì nè. Rồi, bóc ăn đi.
Rồi đó. Ở trước. Cái này. Nè 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 nè. Chấm à, liếm. Em liếm đi. Hết hết hả? Để mày lấy cái dĩa, cái đĩa nè. Rồi. Rồi con chấm đi. Đó. Không được hả? Chấm. Hả? Nhóc. Đây, mời tất cả mọi người nha. Cái này là đùi gà. Mình chiên xù. Mình chiên xù rồi ở ngoài á là mình áo một lớp mà cốm dẹp mà xanh đó các bạn. Các bạn nghe, nó rợp rợp luôn. Giờ để em bóp thử cho mọi người nghe nha. Các bạn thấy không? Giờ bóp nghe rột rột luôn. Bây giờ chấm vô cái tương cà nè. Ê, ớt chấm. Ừ, ớt này nghỉ rồi, không ăn nữa. Dạ. Ngon quá. Cái miếng thịt gà thấm. Cái phần cốm thì nó giòn. Nó giòn. Và trong cái phần nãy mình có nói với mọi người là mình chiên có phần trứng và một phần trứng với mình nêm chút xíu muối, chút xíu bột ngọt. À ủa chút xíu tiêu. Cho nên cái vừa cái da và vừa cái thịt luôn, nó vừa nó thấm rất là ngon. Giòn rụm rụm luôn, ngon con. Hả? Ngon. Nói đi. Anh Ghi ăn hết một chén cơm mọi người. Chén trước. Chén cơm. Anh ăn miếng gà đi. Anh Ghi chỉ ăn chấp chấp thôi. Cái dĩa này là hai cái đùi gà, hai cái cánh gà. Còn cái phần này là cái phần xác cánh gà các bạn. Thấy nè, nó về đã thành một cái cánh gà nữa các bạn. Ăn chóc cánh. Wow. Ây da, giòn. Giòn gụm luôn á. Đi đi. Chấm hả? Chấm. Rồi chấm. Chấm. Liếm đi, liếm đi. Liếm. Không liếm à? Có hồng cốm. Giòn. Ăn từ tự như cơm trái nè. Bữa nay ăn đúng no luôn. Ngon quá. Bữa nay một con gà em làm 3 món à. Bây giờ chào cô chú nè. Hello, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của hai mẹ con em ngày hôm nay và cùng ăn cơm với hai mẹ con em nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại vào những video sau. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho hai mẹ con em nha. Bye bye, bye đi con.